Hello mọi người, chào mọi người một ngày mới. Hiện tại thì mình đang đi hiện tại mình đang đi bộ để ra cái quán hai lần đi lên nhà anh Tuấn này để ăn sáng, sau đó thì một lát nữa đi đâu thì mọi người hãy đi cùng mình. Ở đây thì có một dân chơi phải về với vợ, chứ là ông này bảo là đi về nhớ vợ quá, chắc là ngày hai, một ngày nữa, một hai ngày nữa mình sẽ về để mình còn edit video các thứ nữa. Đây là trên đường ra cái chỗ The Manor ở đường đường gì mình cũng không biết tên lắm. Đây là đang ở trên đường ra này, mình đi bộ ra thôi. Ngày mình ở gần Landmark đây. Giới thiệu các bạn, đây là tòa nhà của Landmark này. Landmark 81. Mình đang ở cửa hàng bánh canh tại số 79 đường Vĩnh Viễn, phường 2, quận 10. Mình đây là bát bánh canh ở trong Sài Gòn. Nó có nghệ này, nghệ cua gì đấy này, tôm, thịt. Đây là cái gì anh Tùng? Gan hay tiết gì đấy mình không biết. Cái là cái chả này phải. Bánh canh. Thế đây bát đây khá là ít, nhưng mà bán với cái giá 38.000 thì nó rẻ hơn ở chỗ mình Hà Nội với anh ăn. Hà Nội ăn bát này phải to nhiều hơn nhà này, phải tầm khoảng 80.000 một bát này. Ở chỗ nào chợ lớn đấy, chỗ nào chợ lớn bán một bát này tầm khoảng 80.000 mà. Ok, bây giờ mình sẽ nhờ anh Tùng cần quay cho mình ăn thử một miếng. Anh ơi, cho một nước sâm. Bây giờ mình sẽ ăn thử miếng đầu tiên. Mình thấy là khá là ngon, nếu anh dám thử một miếng còn thấy khá là ngon đấy. Cái sợi bù trong này nó khá là to, nó như kiểu cái sợi bánh chất kiểu tteokbokki ở ngoài Hà Nội ấy. Cái nước dùng này khá là ok. Ở Hà Nội mình biết các bạn nhà, nhưng mà ở Hà Nội mình mà thường ăn những cái món kiểu như này nó sẽ hơi cua một chút, còn nước ở trong này nó khá là thơm. Được, mình nghĩ đây cũng là một cái món mà các bạn nên thử khi mà các bạn tới Sài Gòn, vì là combo đi cùng, nó là một đặc sản ở trong Sài Gòn luôn. Đây là một combo đi cùng các bạn vào đây nhá. Lúc đầu mình không biết nước sâm là gì đâu, mình vào đây mình bị nghiện nước sâm luôn. Cái nào mình đi cũng phải uống một nước sâm ở bất kỳ một cái quán nào đó. Một ly bao tiền em? Một ly này có giá chắc là khoảng 10.000, 10k. Một ly này có giá 10k thôi, nhưng mà nên thử vì là nó khá là ngon. Mày đã uống 2 ly rồi. Mình đã uống hết 2 cốc rồi. Đó là mình một quặng một miếng đó nha. Hello mọi người, và hiện tại thì mình đang đứng ở 236 Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những cơ sở đầu tiên của Iron Cup ở tại Hồ Chí Minh. Và cái cơ sở thứ hai thì ở Nguyễn Hữu Cảnh, cũng là cái cơ sở mà mình cũng hay ở đấy cho cái đợt cái vlog trước. Thì ngày hôm nay mình nhân tiện đây tóc mình hơi dài rồi. Mình sẽ thử trải nghiệm xem là tay nghề của những thợ cắt tóc ở trong Sài Gòn này như nào, khác gì so với cả Hà Nội. Ok, let's go. Hello, hello, hello. 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 Hello.
Andy Vũ chửi. Sao chưa đến nữa, nhưng mà mình đang ở ngoài đường. Hello mọi người, hôm nay là ngày cuối cùng mình ở Sài Gòn rồi. Chuẩn bị về xa cái nơi này. Mình đang hơi buồn một tí. Mình có hẹn Andy Vũ đi cà phê, hay là mình đang ở trên ô tô để đi. Hôm nay thì mình đi cùng với cả bạn Tài thôi. Đó, đây là Vimcom Đồng Khởi. Đây phải Vimcom đầu tiên ở Sài Gòn không? Điều đi. Đấy, có Zara, có các thứ, nói chung trong này nó cũng khá là giống với cả cái Vimcom Bà Triệu của chúng mình. Nhưng mà có điều mình cảm nhận thấy là nó hơi bí, nó không được thoáng như ở Vimcom Bà Triệu. Chán hơn luôn. Thực ra thì ở Vimcom là nó cũng đều với nhau hết đấy mà. Nó không có chán hơn hay vui hơn đâu, mà chỉ có điều là mày có tiền hay không thôi. Anh ơi, cái chỗ bên phải này là cái gì anh? Dinh, dinh gì ấy nhỉ? Đây, trước mặt mình là phố đi bộ Nguyễn Huệ, đối diện với phố đi bộ Nguyễn Huệ là cái gì quên mất tiêu. Hôm trước em cũng được mọi người nói qua mà em quên cái gì Độc Lập ấy. À không phải Độc Lập, cái gì mà? Độc Lập là đường Lê Duẩn. Ờ đây là cái này là không phải. Nghe anh ơi. Ủa tới đâu rồi? Em đang đến phố đi bộ nè. Đúng mà cái Catina Bến Thành mà phố đi bộ. Mình điên hả? Thì phải đi đường phố đi bộ chứ. Phải đi đường phố đi bộ mới tới chứ. Tới nè, 2 phút nữa tới nè. Ồ, má đi cà phê hẹn đi chảy à. Hôm nay chơi đâu Catina thứ. Thế trước là đâu? Simulat. Là đâu? Đâu bên đường trường nào. Ok, ok. Đó là sức lên cho em tí được. Ok, em cảm ơn. Ok mọi người, mình sẽ ra cùng với cả Andy Vũ. Các bạn biết ở đây là ai không? Sao mày anh nhìn mình ấy? Ủa mà đéo nói chuyện, đi chạy, đéo nói chuyện. Rồi à,